Mến chào quý vị các bạn, hiện tại mình đang có mặt tại nhà của anh Sự ở huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang để tục quay video chia sẻ cho quý vị và các bạn xem thêm một số cây mai phôi bông đẹp. Số cây lên xù nè. Giá thì vài trăm thôi, rất mong quý vị ủng hộ cho anh Sự ha. Rồi, chào anh. Rồi, chào anh Tâm, kính chào cô chú anh chị em trên miền nước. Ngày mới chúc cô chú anh chị em trên miền đất nước mình được nhiều sức khỏe đây và thành công việc. Thì Nam quay tiếp tục cô chú anh chị em là mã số 41 tiếp theo nha cô chú. Dạ. Yeah. Thì mong cô chú anh chị xem clip ủng hộ cho em ạ. À. Cô chú anh em nhớ giùm em cái ngày giùm em nha cô chú. Cô chú nhớ cái ngày giùm em ha, cái ngày mấy á để em nhầm cây. Tại em quay toàn là từ 40 từ số 1 cho tới 80 không à. Dạ. Yeah. Cô chú anh chị ngày trước em quay cái qua ngày sau cô chú anh chị chép cái chốt clip ngày trước đó là nhầm cây ha, nhớ em cái ngày là được à. Rồi tiếp tục mã số 41. Hoành thêm nó là 16 cô chú. Chiều cam nó là 80. Rồi cái này cây sù nha cô chú. Rồi sù báo sù của chú anh em chơi ha. Đó sù vậy đó. Để nêm như này cô chú. Rồi giao lưu cô chú giá chỉ có 180.000 thôi. 80 thôi vậy. 180. Rồi mã số 42 thì cũng là sù quá trời mấy cái này nha, lên sù. Hoành thân là 19 nha cô chú. Chiều cam nó là 83. Đây cô chú anh chị xem dàn sù đi. Đây là lên là sù nè. Cục 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 luôn cô chú. Rồi cái này giao lưu cô chú giá 250 ha. Qua từ từ bộ đế tới sù. Rồi mã số 43 là cây lùng lực luôn. Hoành thân là 19 nha, cái cũ nè. Qua từ cái cũ của chú 31. Đóng cái cũ thì hết sức cái cũ. Đo con nhỏ thôi nha. Đo bự nữa. 33. Cái này em lấy lùng lực nè. Chiều cao 53. Rồi cái này giao lưu cô chú giá 250 luôn. 250. Bán cũ chập ba lửa 250. Rồi mã số 44. Cây này quýnh đổ nha cô chú. Hoành thân là 20. Cũ gì là 26. Chiều cao nó là 31. Này thì cắt chút xíu nó quýnh đổ xuống luôn cô chú. Cây này quái cây nữa ha. Đó, cây này đế đẹp mà quái cây luôn, quýnh đổ. Rồi cây này giao lưu cô chú giá 180.000. 180. 45. Rồi tiếp tục mã số 45. Hoành thân là 17. Cái cũ là 23. Chiều cao là 1m đúng không cô chú ơi. Đó, cũ về đây. Để đây. Quả sao mà để. Rồi cái này giao lưu của chúng giá là 230.000. 230. Mã số 46. Rồi tiếp tục mã số 46. Hoành thân là 20. Để VIP nè. Chiều cao nó là 1m đúng không cô chú ơi. Cái này để quái nha. Mặt bông thì cô chú chị mình yên tâm ha. Đó. 12 cánh. 2 4 6 8 10 12, 12 cánh luôn. Rất đẹp. Đó. Bông mặt bông vô này thì cô chú chị mình yên tâm nha. Đó để đây nè cô chú. Quá đã chưa? Rồi cái này giao lưu cô chú giá 250 nha. 250. 250 cho mã số 46. Mã số 47. Rồi tiếp tục mã số 47, tay cành đẹp luôn. Hoành thân là 21. Quyền cái cũ giờ là 28 nha cô chú. Đó, quyền cái cũ đã không? Ngoài thấy cũ lớn lắm một chút. Cái này em lấy chiều cao là 80 có hơn, mình lấy 80 thôi. Đó, tay cầm đẹp luôn. Rồi 250 luôn cô chú ơi. 250. 48. Rồi mã số 48. Thích hợp cho cô chú anh chị chơi tàn. Hoành thân là 17 cô chú. Cái này chiều cao lấy 1m luôn á. Đó. Đó, rồi cái này để cô chú anh chị giá chỉ có 200k thôi. 200 thôi. Rồi mã số 49 là mã số quái ha. Cây quái. Hoành thân là 19 luôn cô chú ơi. Chiều cao 73. Cây mai quái. Rồi để cái này để cô chú giá 180.000 thôi. Cây mai quái nè. Rồi mã số 50. Chiều tiếng này em đo là 23 nha cô chú. Đế đẹp. Chiều cam nó là 79. Đó. Ngày bộ đế đã chưa cô chú. Rồi 220.000 thôi. 220. 51. Mã số 51 cây quái ha. Hoành thân chỉ có 16 thôi. Cái cũ chập bá lửa luôn cô chú. Đóng cái eo ngoài đây rất đẹp ha. Cái này qua quái về cắt bỏ mấy này cũng được nha. Nó lấy cái cũ với lấy cái đuôi này chơi nè. Rồi để cô chú giá 180.000 thôi. 180. Rồi mã số 52 cái cũ quá xa cái cũ đẹp rồi. Hoành thân là 15 mà. Tổng cái cũ giờ 26 cô chú. Đóng cũ rất đẹp. Đó, tùy theo anh em về muốn chơi tàn chơi tàn đẹp quá để tàn đi. Cái này ra lấy 70 cao thôi. Chính hơn lấy 70 thôi nha. Qua wow, tàu nồi đến nè. Rồi cái này giao lưu của chúng giá 250 nha. 250. Số 53. Rồi mã số 53. Lùng lực. Về ghép liền nữa lên nhựa nè. Hoành thân là 19 nha. Rồi cái cũ nó hết thằng cái cũ.
cũ 28, chiều cao là 2 tấc 4. Rồi cái này để cô chú giá 160.000 thôi, bán cái cũ không đủ nha cô chú. Qua xa cũ 54. Rồi tiếp tục mã số 54, Quỳnh Thăng là 18, cái cũ vậy là 24, chiều cao là 2 tấc 8 thôi cô chú. Rồi cái này để cô chú giá 130.000 thôi. 130. Số 55. Rồi em Tàng Dù, thích hợp của chú chị em thích tàn. Quỳnh Thăng 21, cái cũ là 26, chiều cao là 71. Đó, Quỳnh Thăng lớn, cũ lớn. Rồi cái này để cô chú giá 180.000 luôn. 180. Tàn lực lượng vậy của chú chị em chơi tàn nha. Rồi mã số 55. Số 56. Rồi một em Thú. Đây, hai chân trước. Quỳnh Thăng là 16 luôn. Em Thú nữa dài từ trước ra tới sau em nó là 2 tấc 8 nha cô chú. Đó nguyên cái đuôi dài vậy đó. Rồi 200k, 200k cho em Thú. Số 57. Tuột xịt rồi về trồng liền ngon lành luôn. Rồi mã số 57. Quỳnh Thăng là 19 cô chú. Qua wow, tổng cái cũ của nó em nó là 31 cô chú ơi. Qua wow, xa cũ 31. Chiều cao nó là 4 tấc 3. Rồi cái này 200k cô chú ơi. 200. Bán cái cũ đủ rồi. Chú chìm lấy cái cũ đủ rồi. Mấy này lên nhựa mạnh nè. Quỳnh Thăng 17, chiều cao nó là 56, cây đế quái đế nha cô chú. Rồi 170.000 thôi. 170. 59. 59 của em Lùng Lực. Quỳnh Thăng 15, cái cũ 24, chiều cao 55. Này quái nè, này quái nha cô chú. Rồi để cô chú giá 170.000 thôi. 170. Cây nó đẹp quá đẹp. Rồi mã số 60, bộ đế quái luôn, nguyên mua thú luôn. Quỳnh Thăng là 18, cô chú nhìn con thú nè. Hết thân nha. Nó tự cũng mộ mỏng mỏng nguyên ráo về trồng liền em nha cô chú. Qua wow, tặng thú nữa dài sọc luôn cái đuôi nó nè. Đóng hai chân hai bên nè, đu vô mình mẹ nó nha cô chú. Rồi cái này giao lưu cô chú giá chỉ có 200k thôi. 200. Rồi mã số 61 là một em mây xù. Quỳnh Thăng là 19 nè. Cái củ xù này là nó 27 nè cô chú. Tàn đẹp, chiều cao nó 57. Rồi 200k của chú ơi. 200. 200k cho cây xù. 62. Rồi tiếp tục mã số 62. Quỳnh Thăng 16. Cái cũ 26. Chiều cao 75. Đó, rồi 180.000 thôi của chú ơi. 180. Quá bèo luôn. Bỏ trăm mấy con cây về chơi trong đó tàn đi là tột tiên đã hay. Cây mạnh khỏe mạnh lắm. Lô già cây lắm, cắt nhanh lắm. Rồi một em quái quái về ghép. Quỳnh Thăng nó là 19 nha cô chú. Chân bàn. Em dài của nó là 3 tấc 1 nè, nhựa đầy cứng ngắc vậy, những gì ghép liền nha. Quỳnh đòi cũ nha cô chú, nhìn tham khảo cũ, nó có đóng cái cũ chà bá đây nữa nè. Cái cũ nó là 25. Rồi cái này giao lưu cũng chính giá 150 thôi. Thôi 150. 150. Số 64. Quỳnh Thăng 18 ha. Chiều cao nó 2 tấc 4, nhưng mà đầy kính bít nha cô chú, về ghép liền nha. Rồi 100k thôi. 100.000. 100k. 65. Rồi mã số, mã số 65. Hai cái túi. Quỳnh Thăng 18 nha. Cái cũ 27. Đóng cũ đẹp quá. Chiều cao 61. Đóng cũ đẹp quá. Rồi 200k cô chú ơi. 200. Bán cái cũ đủ rồi. Mã số 66. Rồi mã số 66, em quái. Quỳnh Thăng 19, chiều cao nó 2 tấc rưỡi. Rồi 101. 110.000, 110.000 cho mã số 66. Số 67. Rồi mã số 67 em bay luôn. Quỳnh Thăng 17. Cái cũ về 27 nha cô chú. Đó, Quỳnh Thăng 17 mà cũ của nó nè. Đã cũ không? Nó nhựa kính bít luôn cô chú nè. Giờ mình ghép liền ha. Quái quái nè. Rồi cái bán cái cũ không chú, 130.000 thôi. 130. 68. Này hàng này em bán hàng cũ không à. Mã số 68, Quỳnh Thăng 17. Tổng cũ thì 30 đúng nha cô chú. Tổng cũ thì 30 đúng rồi. Quá xa cũ chưa? Rồi 150 cô chú ơi. Rồi 150. 69. Rồi mã số 69. Quỳnh Thăng là 12. Thì Văn Long chiều cam đó là 52. Tổng của bộ đế là 67 nha cô chú. Cây đẹp rồi cô chú ơi.
Rồi để cô chú giá 180 ngàn luôn ha. 80 70. Để cô chú anh chị mình chơi luôn. Rồi 70 là cái xù xì tờ lưa. Lên một ráo rồi. Bình thân là 20. Cái cũ là 27. Chiều cao là 2 tấc 7 ha. Này về ghép liền cũng được nha cô chú. Rồi cái này giao luôn cô chú giá 150 thôi. Rồi 150. 150. 71. Rồi số 71. Hoành thân 15. Rồi chiều cam lấy 50 thôi. Rồi cái này bán cô chú anh chị gì lá 50 ngàn chơi thôi. 50. Này bán vừa tặng cô chú đi ship 40 ngàn rồi còn 10 ngàn á. Anh luôn. Ờ vừa bán vừa tặng cô chú anh chị công quấn này, lấy tiền bao đủ luôn đó. Rồi 72 lá hoành. Hoành thân 15. Chiều cao nó 56. Rồi cái này vừa bán vừa tặng 60 ngàn thôi. 60 thôi vậy. 23. Rồi cái này có đuôi. Rồi nhựa mạnh cứng nách về ghép liền của chú. Bình thân 15. Chiều cao là 2 tấc 7. Mã 73. Mã 73. 73. Ừ. Rồi 73 80 ngàn của chú ơi. Nguyên em thú luôn. 24. Đây muốn bình thân 18 ha. Chiều cao 2 tấc 4. Rồi cái này để cô chú chim giá 80 luôn ha. Ơi, về ghép liền nó nhựa kính bích coi chú xem. Nhưng mà giờ ghép liền. Rồi 75. Hoành thân là 10. Chiều cao nó là 36, chiều sổ của nó là 2 tấc 2. Rồi cái này giao luôn cô chú giá 180 ngàn. 180. 76. Cô chú chị em chơi hàng lớn thì chút xíu cô chú chị em cuối clip em có hai cái lớn nha. Hoành thân 9. Chiều sổ nó là 2 tấc 2 luôn. Rồi 108 luôn cô chú. 87. Rồi quái nè. Hoành thân là 11. Hoành thân 11. Chiều cao là 48. Đó cái này hàng quái cô chú. Rồi 150 cô chú ơi. 150. 150 thôi. Quá rẻ luôn, quá bèo luôn. Bảy mấy? 78. Cái này nó có xù. Hoành thân là 12. Chiều sổ nó là 2 tấc 1 cô chú. Chiều cao nó tới 73 lận. Nè nó xù lên nè, nguyên cục xù chỗ này cô chú. Rồi 150 luôn cô chú. 150. Bán mau lẹ cô chú tìm luôn. Rồi cây này tàn đẹp ghê luôn cô chú. Đó thấy không? Y như cái bút măng luôn, hoành thân 10. Chiều sổ nó 20. Chiều cao nó 45. Rồi 170.000 cô chú ơi. 170. Cái bút măng mà bán có 170 luôn. 110 clip. Rồi mã số 80 clip còn em còn hai cái bự nha, lên liền ta cái bự đi. Cây nhỏ đó, cây đó đó. Hoành thân 9. Lên một cây còn cây kia để dưới đi. Cây kia bự lắm. Chiều sổ là 2 tấc 3 nha cô chú. Chiều cao là 52. Rồi cây này vô cô giá 160 ngàn luôn. 160. Rồi. Rồi cây này em không có số nha cô chú anh chị em. Cây này em cũng chưa cắt tỉa gì hết. Cây này một cây VIP nha. Em có 2 cây. Cô chú anh chị em thăm cây. Em có 2 cây. Một cây này cây mất tre mất cút nha. To lực này. Này bộ đế này em chưa làm đế nha cô chú. Rồi vô cái nồi đế của nó hết thân luôn cô chú ơi. Cái này tỉa cho em chưa cắt tỉa nè, chưa làm đế ra luôn, bán vậy luôn. Hoành thân là 26 cô chú. Còn tổng ở chỗ này cái của nó là 37 ha. Còn rớt đặt của nó em là về là 46. Cái này chiều cam nó là 90. Cây mắc tem gốc cô chú anh chị coi nè. Cái cây mình rất độc lạ nha. Đó. Ở đây bự nè, ở đây bự chà bá nữa, đây lại nó nhỏ lại đây bự chà nhỏ nè. Đó nó quấn quýt vậy đó. Cái này quay từ xa tàn cái bộ đế nó khủng khiếp luôn cô chú. Đó. Rồi một cây này cô chú anh chị mình lấy một cây á thì một cây này để cô chú anh chị và anh em mình giá 1.700.000 một cây này ha. 1.700.000 ha. 1.700.000. Rồi thì bao ship á. Còn một cây này em sẽ xuống phôi nha, em lấy cho cô chú anh chị giá đúng 1 mét. Cây này cao lắm, em lấy đúng 1 mét, cây này xả phôi. Cái này quá lớn rồi. Cây hoành thân dự tính là 38 nha cô chú. Dự tính này là 52 50, đúng. Dự tính 50 đúng ha. Rồi cái này em sẽ thả phôi cái này xù nha cô chú. Cái em này lên xù lắm. Già cây lắm này. Này em lấy sao 1 mét cho cô chú chị mình thôi. Rồi cái này em để cho cô chú giá cũng tổng cái đó luôn ha. Để cô chú chị em giá là 1.700.000 luôn. Cô chú chị lấy 1 cặp này 3.400.000 là quá trời rẻ luôn cô chú ơi. Quá sức chưa. Bộ đế là nồi đế nó khổng lồ luôn ha. Đây. Này đi ship cũng hết, bán vừa bán ấy chứ đi ship hết. Chiều ngang nó 5 tấc 4 cô chú, bộ đế nó ngang tới 5 tấc 4 luôn. Quá trời cái nồi đế chứ. Hết thân cái cây này. Đó. Còn cô chú anh chị muốn để hết tàn này em sẽ để hết tàn này cho chú mà điều tàn em sợ gãy, đi nó gãy tàn yếu quá.
Đó, cô chú gì muốn chơi bông thì để tàn luôn, quấn lại mình sẽ sợ gãi tàn. Cắt phôi đi. Hết, thằng này nó cao lắm. Giót đọt cả mình lấy chỉ một mét thôi. Cắt phôi đi mới được, cây này nặng lắm cô chú, tầm mấy chục ký lận. Bây em bán cây này có 1 triệu mấy, đi muốn ship hết gần nữa rồi. Rồi mong cô chú đi xem clip ủng hộ cho em nha. Em cảm ơn rất nhiều ạ. Rồi, cảm ơn quý vị đã xem hết video ha. Rất mong quý vị ủng hộ cho anh Sự. Xin chào và hẹn gặp lại.